xác định nghi phạm phá hoại nhiều ngôi mộ ở Hải Phòng. Liên quan đến vụ nhiều ngôi mộ tại một nghĩa trang nhân dân ở huyện Vĩnh Bảo bị phá hoại, cơ quan công an bước đầu đã khoanh vùng, xác định được nghi phạm. Theo thông tin từ công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, lúc sáng nay, 17 tháng 4, đơn vị bước đầu đã khoanh vùng xác định được nghi phạm có hành vi phá hoại nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang Đa Dọc, thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và hiện đang đấu tranh làm rõ. Công an huyện này cũng xác nhận việc người dân phản ánh tiếp tục có thêm một số ngôi mộ bị phá hoại vào rạng sáng ngày 16 tháng 4 là có thật. Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 4, một số người dân sinh sống tại thôn Hà Phương, xã Thủy Thắng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tá hỏa khi phát hiện phần mộ của người thân tại nghĩa trang nhân dân Đa Dọc thuộc địa bàn xã bị phá hoại. Cụ thể là một số bát hương, lọ hoa, phần hoa văn trang trí trên mộ bị đập vỡ, cây cối xung quanh cũng bị chặt phá không thương tiếc. Tiếp nhận tình báo của người dân, công an huyện Vĩnh Bảo đã vào cuộc phối hợp cùng công an xã Thắng Thủy điều tra làm rõ. Vụ việc ngay sau đó cũng được đăng tải trên mạng xã hội, được chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều người bình luận. Tất cả đều tỏ ra bức xúc, lên án hành vi vô nhân tính của kẻ xấu khi không từ cả nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Thời gian này, cư dân mạng xôn xao về một triển lãm nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh bị tố đạo nhái tác phẩm của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Triển lãm này từng được giới thiệu là một không gian nghệ thuật kết hợp với nhiều yếu tố, nghệ thuật đương đại, thời trang, hoa, nội thất, tranh. Sự kiện khai mạc triển lãm trước đó cũng rất thu hút sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Triển lãm mang tên Plus Vai Bảo Nam được khai mạc vào ngày 9 tháng 4. Chỉ sau đó vài ngày, mạng xã hội xôn xao khi một nghệ sĩ người Nga tên Baina đang làm việc tại Việt Nam cũng đi xem triển lãm này và đăng tải nhiều hình ảnh so sánh giữa tác phẩm trong triển lãm với tác phẩm của một nghệ sĩ nước ngoài tên James Noss được trưng bày từ năm 2014. Một sự trùng lặp khác cũng được Baina phát hiện, đó là những đám mây trong triển lãm của Bảo Nam bị tố giống với tác phẩm The Cloud của nghệ sĩ Matsuri Yamana được ra mắt từ năm 2010. Tác phẩm này cũng sử dụng chiếc thang để khách tham quan có thể xem phía trong đám mây. Sự việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khi nghệ sĩ Trinh Ba, nhà sáng lập CIB Hội An đã chia sẻ lại những bài đăng và cuộc trò chuyện với Baina. Sau đó, nghệ sĩ này cũng phát hiện ra sự trùng lặp ý tưởng trên 5 tác phẩm khác của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Hiện tại, chia sẻ này đã nhận được hơn 1,3 ngàn lượt like và gần 700 lượt chia sẻ. Rất nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật, nhà giám tuyển đã thất vọng trước sự việc này. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một trong những chủ đề đang thu hút nhiều sự chú ý là đề xuất thực hiện nhiều biện pháp phạt nguội mà không cần xác minh chủ xe của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc xử phạt nguội trong lĩnh vực giao thông hiện hành còn nhiều hạn chế. Người vi phạm được yêu cầu đến phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý phạt nguội thì ít do tình trạng xe mua bán không sang tên đổi chủ nhiều, chủ xe, lái xe trốn tránh không đến. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các nước phát triển trên thế giới đều đã áp dụng phạt nguội mà không cần mời chủ xe đến xác minh lại hành vi vi phạm. Trường hợp người vi phạm không đồng ý với quyết định xử phạt, họ có thể kiện ra tòa. Do đó, Sở này đề xuất cần kiến nghị Thủ tướng, giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 theo hướng xử phạt hoàn toàn tự động, xuất phiếu phạt trực tiếp mà không thực hiện mời chủ xe đến xác minh lại hành vi vi phạm. Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải đề xuất kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm phạt nguội các hành vi vi phạm tải trọng theo hướng xử phạt đối với đối tượng là chủ xe. Trường hợp xác định được người lái xe không phải là chủ xe thì xử phạt thêm tài xế và không yêu cầu hạ phần hàng quá tải tại nơi phát hiện vi phạm. Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất cho phép thí điểm phạt nguội xe kinh doanh vận tải thông qua hệ thống camera ghi hình và cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe kinh doanh vận tải. Hiện nay, Sở này cũng đang xây dựng đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề án đề xuất đầu tư hệ thống giám sát, phần mềm để phạt nguội vi phạm giao thông gồm 180 điểm lắp trên 30 tuyến đường. Các đường được đề xuất lắp đặt nằm ở khu trung tâm, quanh sân bay Tân Sơn Nhất, một số tuyến quốc lộ, vành đai gần cảng, khu công nghiệp có tình hình giao thông phức tạp. Thân công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ nam tài xế giao nộp hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 9 tháng 4, một tài xế Grab 22 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, đến công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, giao nộp một thùng xốp có 2 túi ni lông chứa tổng cộng 1.003 viên nén màu tím. Qua giám định sơ bộ, xác định đây là ma túy tổng hợp loại MDMA có khối lượng 440,63 gram.
Theo tường trình ban đầu của tài xế này, trước đó anh có nhận được đơn hàng đến khu vực đường Đặng Vũ Hỷ, quận Long Biên giao cho một nam giới, chưa xác định được nhân thân. Tuy nhiên khi giao đến nơi thì tài xế đã không liên lạc được với người nhận và cả người gửi. Công an đang lập hồ sơ xác minh xử lý vụ việc. Sáng sớm ngày 15 tháng 4, khu vực kiểm soát an ninh tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất lại tái diễn tình cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Theo cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện nay nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng cao vào các khung giờ sáng và đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Trước tình hình trên, cảng đã chủ động yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự, phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa nhanh nhất hành khách khi làm thủ tục hàng không. Bên cạnh đó, tại các điểm kiểm tra an ninh, cảng đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ và mở tối đa hệ thống soi. Ngoài ra, cảng cũng lưu ý các hành khách cần chủ động sắp xếp lịch trình, có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất thủ tục hàng không. Hành khách cũng cần tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thông tin tờ khai y tế, thẻ lên máy bay và để toàn bộ hành lý vật dụng cá nhân vào khay trước khi soi chiếu. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bức tường của đình Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc được trang trí bằng những bức tranh với gam màu rực rỡ và hiện đại. Thế nhưng được cho là không phù hợp với cảnh quan di tích. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã thuê người sơn trắng đè lên các bức tranh trước đó. Việc trang trí bức tường của đình Tiên Lữ đã gây bức xúc cho dư luận xã hội bởi tính bất hợp lý trong việc tu bổ cải tạo di tích lịch sử cấp quốc gia, đồng thời vô tình xâm phạm và làm thay đổi nghiêm trọng kiến trúc cảnh quan của đình làng có tuổi đời gần 200 năm tuổi. Sau khi báo chí phản ánh về vụ việc, hiện toàn bộ bức tường tại đình làng cổ Tiên Lữ đã được chính quyền địa phương thuê người sơn trắng đè lên các bức tranh vẽ với gam màu rực rỡ trước đó. Hình ảnh các vết sơn trắng mới đè lên bức tranh vẽ vẫn còn nham nhở màu xanh. Theo bà Triệu Thị Hoa, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trước đó xuất phát từ đề xuất của Hội cựu chiến binh xã Tiên Lữ, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lữ đã chấp thuận và tiến hành thuê người vẽ những bức tranh với những gam màu rực rỡ hiện đại lên bức tường của đình Tiên Lữ mà chưa có báo cáo cũng như chưa nhận được sự đồng thuận của các cấp có thẩm quyền. Ngay sau khi biết vụ việc, bà Hoa đã chỉ đạo xã Tiên Lữ phải tổ chức sơn sửa theo đúng hiện trạng ban đầu. Đình Tiên Lữ được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng đến thời vua Minh Mạng thứ 15. Đình được rời về trung tâm xã Tiên Lữ vị trí như ngày hôm nay. Mới đây, Facebook đã khóa fanpage chính thức của thị trấn Bichê trong 3 tuần vì tên của nó phát âm gần giống như một từ mang nghĩa xúc phạm trong tiếng Anh. Ngày 13 tháng 4, sau gần 3 tuần bị Facebook ẩn thông tin, fanpage chính thức của thị trấn Bichê có tên là Vin de Bichê đã được khôi phục trở lại. Thị trưởng thị trấn cho biết họ nhận tin fanpage bị gỡ vào ngày 19 tháng 3. Thị trấn hơn 5.000 dân này đã nhanh chóng tạo ra một trang Facebook mới để giới thiệu về điểm đến của mình, có tên gọi là Marie 57230, là sự kết hợp giữa tòa thị chính và mã bưu chính. Đại diện Facebook cho biết việc gỡ fanpage chính thức của thị trấn là do nhầm lẫn. Nhiều người tin rằng fanpage của thị trấn bất ngờ bị kiểm duyệt vì tên của nó có phát âm gần với một từ nhạy cảm mang nghĩa xúc phạm trong tiếng Anh. Fanpage của Bichê không hề đăng tải từ ngữ hay hình ảnh phản cảm. Động thái mạnh mẽ này của Facebook cũng khiến cho một số thị trấn mang tên nhạy cảm khác tại Pháp đối mặt với nguy cơ bị xóa fanpage chính thức.